hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng mình có thể chế tạo được những cái áo choàng có sức mạnh đặc biệt trong Minecraft. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái áo choàng đầu tiên là cái áo choàng Michael Golem. Khép đây là cái áo choàng được cho vào năm 2015 để xem coi nó có sức mạnh gì nào. Boom! Sau lưng mình có cái áo choàng Golem rồi các bạn. Để coi cái áo choàng này có tác dụng gì vậy ta. Nó sinh ra ba anh Golem. Hello. Ok, ba này chắc chắn sẽ là người bảo vệ mình các bạn ạ. Mình cần phải xem coi những cái công thức chế tạo ra được những cái áo choàng tiếp theo sẽ là gì coi. Chúng ta có nhiều cái đấy. Iron cap này. Ok, chúng ta cần sắt với cả hạt sắt thôi nên mình nghĩ cái này sẽ là cái dễ nhất. Mình sẽ chế tạo cái đó đầu tiên. Hang này có vẻ to đấy. Ở đây có sắt không ta? Đằng kia ngon. Và mình sẽ nhảy một phát xuống dưới kia luôn chứ nhờ. Let's go. Ở đây có zombie này, Golem đánh zombie. Đúng rồi, bảo vệ mình đi nào. Mình cần đâu đó khoảng tầm 4 cục sắt là được các bạn. 4 cục sắt thôi, làm ơn cho mình được 4 cục sắt nha. Đầu tiên mình thấy có 3 cục ở này, chắc chắn là phải có 4 cục đúng không? Yes, vừa đủ có 4 cục luôn, cảm ơn rất là nhiều. Và đây, chúng ta chuẩn bị chế tạo cái áo choàng tiếp theo rồi, là cái áo choàng sắt các bạn. Ok, đổi cục sắt này ra 9 hạt sắt và iron cap. Boom. Chúng ta có cái áo choàng sắt đằng sau lưng này. Cái áo choàng sắt này khả năng là gì? Ok, mình có sức nặng của sắt. Mình có thể đào một thẳng một đường đi xuống luôn. Cái áo choàng sắt này giúp mình làm nặng hơn thôi. Cái này giống mình ở ngoài đời. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái cúp sắt khác. Tiếp theo mà mình nghĩ mình cần chế tạo là cái gì đây? Michael Big Cat này. Cái này cũng rất là xím nha. Mình cần 8 ngọc Luli và một cái cúp vàng là được. Mình nghĩ là mình có thể tìm vàng ở cái cổng bị hư các bạn. Đó cũng khá là xịn. Được, mình sẽ lên trên đó. Để mình lên phía trên cao một xíu nha. Ôi, đằng kia có cái chân làng kìa. Và ở chỗ này hình như không có một cái cổng bị hư luôn. Chúng ta phải đi đào vàng rồi. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải qua cái làng đó cái đã. Ê, đây rồi, đồ ăn đây, ngon. Và nó cũng có một cái hang cực kỳ to đó nên mình sẽ vào trong đó sau. Ok, zombie đánh nó. Anh Golem ơi, đúng rồi, đánh nó, bảo vệ mình đi nào. Để làm ra một ít lúa để ăn lên. Thôi mình tự cái. Ok, đi thẳng một phát xuống hang và đào vàng với cả ngọc lục bảo thôi mọi người. Áo choàng sắt và kỹ năng đào một đường xuống, đi thôi. Mình nghĩ đi theo kiểu này nó cũng sẽ an toàn một xíu. Mình không cần phải đào, ít nhất là như vậy. Dừng lại. Chúng ta cần phải đào lapis cái đã. Ok, bật tiếp ra đây. Xuống thôi. Oh no. Chúng ta đang ở đây. Ui, đánh nó. Đánh theo con này đánh. Tấn công. Và vàng này, cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta cần 3 cục vàng nha. Kim cương đằng kia. Chúng ta sẽ có thể chế tạo được áo choàng kim cương luôn đó mọi người ơi. 3 cục vàng, luôn cục vàng này lên. Không biết cái áo choàng Michael đó sẽ cho mình cái khả năng gì nữa đây. Chúng ta sẽ chế tạo ra một cái cúp vàng. Sau đó mình sẽ để ngọc lưu xung quanh. Chúng ta đã chế tạo ra được một cái áo choàng Michael Big Cat. Để coi khả năng của nó sẽ là gì đây. Golden Picket Enable. Wait, mình có khả năng đào à. Wow, nó có nguyên cấp lên. Ơi, trời. Mình có khả năng đào rất lẹ. Mình chỉ cần đi một đường thôi. Kim cương chúng ta có 6 cái luôn các bạn ơi. Cái cap tiếp theo mình có thể chế tạo là gì đây? Diamond cap. Cái diamond cap này có vẻ khá là dễ bởi vì chúng ta chỉ cần đánh con nhện ở đây. Hai con nhện luôn hả? Wait, được nha. Mày ơi, mày nè. Chúng ta có 2 sợi chỉ. 3 sợi chỉ cho 2 con. Mày đùa đấy à? Chúng ta phải sử dụng kỹ năng đi đào nữa thôi nào. Mình cần đào full kim cương. Let's go. Wait. Kim cương. Yes. Đào đây. Chúng ta có 9 viên kim cương rồi. Ok. Bây giờ mình chỉ cần vài con nhện là được. Chúng ta có đủ 7 sợi chỉ. Chúng ta hãy làm ra cái áo choàng kim cương đi nào. Diamond cap. Các bạn biết gì không? Nó rất là ok. Bởi vì cái áo choàng này lấy từ cái block cũ của Minecraft. Có khi là cái block kim cương cũ ấy. Tại sao không? Nếu chúng ta thử cho chúng ta một bộ áo giáp kim cương cho nó. Wow, kỹ năng của nó là đúng với tất cả mọi thứ nó biến thành kim cương à. Ok, chúng ta có thể đổi kỹ năng không? Diamond Rand, Diamond Boot. Diamond Boot là gì? Wow. What the heck? Mình vừa mới bay lên hả các bạn? Mình phải sử dụng cái kỹ năng này khi mình lên trên mặt đất cái đã. Giờ chúng ta có quá trời block kim cương luôn. Cho mình xin nha. Ok, và hồi nãy mình thấy nó ghi là Diamond Rand hay còn gọi là cơn mưa kim cương. Chúng ta có kim cương bay lên trên trời rơi xuống kìa. Ok, tắt nó. Ui, nó có thể rơi vô hạn luôn à. 64 kim cương. Chúng ta hãy chế tạo cho chúng ta đầy đủ bộ giáp kim cương đi nào. Mũ, quần và giày. Chúng ta có đầy đủ bộ giáp kim cương rồi. Vứt cái này đi. Chúng ta sẽ có đầy đủ nguyên một cái dụng cụ mới. Cúp rêu, sáng và một cái kiếm nữa. Còn kỹ năng hồi nãy mà mình đang chọn là chúng ta Diamond Boots hả? What the... Ok, mình có thể nặng ra kim cương kìa các bạn. Ui, tuyệt vời. Ui, mình phải bay cao thêm được nữa. What the... Siêu sức mạnh là đây các bạn ơi. Ui, chà, đỉnh thật sự. Ok, đã
xuống và kết thúc nó đi. Và để coi chúng ta coi cái gì nhờ, chúng ta có dimensional portal là cái áo choàng cái cổng ha, chúng ta cần một cái bucket of portal và một cái áo choàng cuối cùng là super áo choàng. Ui, cái này chúng ta cần block ngọc lục bảo, đá đỏ, vàng và khối kim cương thôi à, cũng không có gì là quá khó đối với mình nghĩ là như vậy. Nên là bây giờ đi lên lấy vàng thôi, mình cần 9 cục vàng đúng không? Dạ, 9 cục vàng, 9 cục đá đỏ và 9 cục ngọc lục bảo. Mình đã thấy redstone rồi, cho mình xin nhá. Mình nghĩ cái khó nhất bây giờ đó chính là ngọc lục bảo thôi, và ngọc lục bảo nó nằm ở phía trên. Mình sẽ cần đi lên phía trên một xíu nào, ở đây một ít nào. Ok, và chúng ta đã có được 9 cục ngọc lục bảo. Và bây giờ chỉ còn nung thêm đống vàng này nữa là được. Đây, một block vàng. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi lông cừu nữa là xong rồi mọi người ơi. Và lông cừu chúng ta sẽ chế tạo ra cap super. Ok, lên này. Ngọc lục bảo, vàng, kim cương. Ồ, và đá đỏ, mình quên mất ha. Đá đỏ, yes. Chúng ta đã có được cái áo choàng siêu phàm. Boom. Ồ, nó có tác dụng gì vậy ta? Ồ, oh my god, nó bắn được tia laser à. Wow, nó tạo ra được một con mắt laser. Cái này OP quá chứ các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu hắc diện thạch thôi. Chúng ta cần phải đi tìm ít hắc diện thạch cái đã. Hay làm một cái xô nước thôi. Đây. Ồ, khoan, nó có 3 chế độ super boost là cái gì nè mọi người? Ui. What? Mình tông thẳng vào một tường. Hả? Quay phải thử cái áo choàng này ở trên mặt đất mới được. Mình nghĩ là có cái gì đó đó bị bá đạo ở đây chăng? Và cái tiếp theo là super beam là cái này. Ok, còn super fly là chúng ta có thể bay. Quay đỉnh cao thật sự. Phải dưỡng. Ok, cái push này thì mình không chắc là nó làm cái gì. Cái boost này dùng để bay. Và nếu sau đó mình chuyển qua fly. Okay. Cái boost này con gì đẩy như vậy rồi. Ok. Cái boost như kiểu đẩy một cái lực rất mạnh lên cho mình đó các bạn. Ok, hay là cái cổng ở đây. Và chúng ta sẽ sử dụng, mình nghĩ là sử dụng cái cục sắt được không ta? Để coi. Boom và iron way. Mình không thể nào bật được cái đó khi ở đây. Được nha. Ok, mình có thể lấy được hai viên thạch bằng cách này. Mình sẽ làm cái cổng ở đây nha. Boom. Nhưng mà chúng ta không vào cái cổng này các bạn ạ. Chúng ta phải ấn chuột phải vào trong đây thì chúng ta sẽ có được một cái bucket of portal. Còn lại chỉ cần tìm thêm một con Enderman, hai con mắt Enderman thôi là được. Let's go. Ok, liệu mình vào đây thì mình có tới được chỗ Enderman không ta? Nếu mình tới được chỗ đó thì khá là ngon đấy chứ. Ok, mình sẽ vào đây để mà tìm cái chỗ con Enderman vậy. Ok, đổi áo choàng và super fly bật lên. Trong đây mình có thể tìm được con Enderman khá là dễ dàng hơn ấy. Enderman tới đây. Ui, chu mày hả bưởi. Ok, không có. Hãy làm vài em Enderman rớt ra con mắt đi nào. Và chúng ta có hai con mắt. Sau đó dimension, đây là cái áo choàng cuối cùng chúng ta sẽ chế tạo. Boom. Oh yes. Oh, wow, nhìn nó đẹp vãi. Và nó kỹ năng gì vậy? Teleport black hole. Ok, nó crash thế giới luôn à. Nhìn lên vào được thế giới không vậy? Đừng crash. Ôi, chúng ta không thể nào vào được thế giới luôn rồi.